Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Và hôm qua thì mình đã sở hữu sức mạnh của một trái ác quỷ mới có tên là Sarasaranomi Model Isolot. Đây có vẻ là một trong những trái mình thấy khá là thú vị ha, vì mình có thể biến thành hai hình dạng khác nhau và mỗi hình dạng thì đều có một cái sức mạnh riêng á. Nhưng mà đồng thời thì trong chuyến khám phá đó mình cũng có thêm lại trái ác quỷ Gomu Nomi. Lần trước thì mình chỉ mới test ở Gear 2, Gear 3 thôi, nhưng mà Gear 4 thì mình chưa test được ha. Thế nên hôm nay mình đã có thể học được hai cây vũ trang, đồng nghĩa với việc bật được Gear 4 rồi. Nên giờ thì chúng ta sẽ ăn lại trái Gomu để chúng ta quẩy thử xem coi sức mạnh của trái Gomu ở Gear 4 hiện tại thì sẽ như thế nào. Không chần chờ gì nữa, ăn cái trái Gomu rồi lên đường luôn ha. Ủa, giờ trời tối hả ta? Ui, thôi, trời tối, đi ngủ. Đi ngủ lẹ. Có ra mình cũng hơi rén. Đó, thấy chưa. Ý là mình ngủ sớm rồi đó. Mà còn bị zombie đột nhập kìa, thấy không? Và chắc sẽ nhiều bạn thắc mắc là những cái thuyền viên của mình đâu rồi, là tại vì mình thấy thuyền viên mình ồn quá. Nên bây giờ mình để lại ở nhà có một thuyền viên thôi, để có gì còn canh gác các thứ được ha. Chứ đông quá thì đúng là sẽ bảo vệ mình đó, nhưng mà hơi ồn thôi, chịu không có nổi. Giờ thì ăn trái Gomu lại nè. Ồ, đã nha. Sau khi ăn trái Gomu thì mình sẽ gắn vào Gear 4 trước tiên nè. Đây, Gear 4. Cũng như là những cái kỹ năng tấn công của trái Gomu nữa. Thêm cái Gear 2 đi, để thỉnh thoảng mình bật Gear 2 lên, tăng tốc độ di chuyển. Và khi mình kích hoạt Gear 4 thì hình dạng mình sẽ thay đổi khá là nhiều á. Thử nè. Boom. Nó mình đã kích hoạt được dạng Gear 4 rồi nè. Ui, đây là có thể nói là cái dạng mạnh nhất hiện tại của mình rồi đó. Ồ, có thể mình bây giờ đang lơ lửng các thứ đâu nè. Khá là hay á. Và mình còn có thể di chuyển ở trên không nha. Rất là tuyệt vời luôn. Còn những kỹ năng thì sao? Mình sẽ test thử coi. Ui, kỹ năng của mình cũng to hơn hẳn luôn nha. Không ổn, không hổ danh đây là cái gear mạnh nhất hiện tại của mình. Mình sẽ qua đây để chúng ta tấn công thử ha. Thử với kỹ năng đầu tiên nè. Mạnh thiệt. Ê, khoan. Chết rồi, đàn em của mình đi theo không được đâu. Oh no, mình đang đi test gear đó. Chưa, để mình cất đàn em vô cái đó. Ồ, có một cái vấn đề nữa là bây giờ mình mà đi đâu thì đàn em mình cũng tốc biến theo, nên cũng khá là nguy hiểm nha. Nên để đàn em ở nhà đi. Và nhược điểm của cái Gear 4 này là sau khi mình hủy kỹ năng nó thì mình sẽ bị yếu nè, bị làm chậm nè, còn bị đói nữa. Đó là một cái nhược điểm nhỏ của cái Gear 4 thôi. Nhưng mà sức mạnh mà nó đem lại thì mình nghĩ rất là đáng gờm á. Đây, chẳng hạn như cái con lăn quăng này đúng không? Liên quan đấm nè. Nó kỹ năng Gatling Gun của mình bây giờ khi mà ở dạng Gear 4 á, nó được bọc hoa kỳ vô nên rất là mạnh ha. Đây, đã vậy mình còn có thể bay tự do nữa chứ. Đỉnh thiệt luôn. Từ giờ thì mình có thể bật Gear 4 và đi khám phá nó khá là thoải mái ha. Còn về sức mạnh thì mình nghĩ sẽ rất là đáng gờm đấy. Thử nào. Ui, coi kìa. Một cú đấm ở dạng Gear 4 này thôi mà nó phá hủy được một cái lỗ rất là to nha. Ghê chưa? Đấy mới là sức mạnh thật sự của cái trái Gomu đấy. Với sức mạnh này thì khi đánh chiếm tàu hải quân thì mình sẽ không có hại ngán đâu nha. Coi cơ. Mà được nha. Mình có thể dùng kỹ năng này để mình tạo những cái lỗ hổng và tìm phiến bone clip được không? Ui, có vẻ là không được rồi, vì nó không có đấm xuyên đá được. Nó chỉ có thể đấm vỡ đất cũng như là mấy block dễ phá thôi. Ok. Giờ thì chắc mình sẽ bay đi tìm vài con thuyền gần đây để chúng ta đánh chiếm xem cái tốc độ đánh chiếm từ năng lực trái quỷ này sẽ như thế nào ha. Vẫn không được. Mình thấy những cái trái quỷ trong đây á, nó có đúng một cái nhược điểm chung. Đó chính là nếu như mà mình có thể bay lượn đúng không, thì mình sẽ bay tới một cái độ cao nhất định, rồi sau đó chúng ta sẽ bị giới hạn rồi không cho bay tiếp. Thường thường là vậy á. Rồi gần đây mình thấy có con rồng nè. Đâu rồi? Mình sẽ tiêu diệt nó nhanh coi. Thử coi với Gear 4 thì mình sẽ tiêu diệt nó trong bao lâu đây. Chỉ với 3 cú đấm ở dạng Gear 4 thôi là mình có thể tiễn một cái con rồng về trời á. Mình cảm thấy độ tự tin của mình đã tăng lên đáng kể. Nó còn có thư truy nã gửi về mình nữa nè.
À, được quá cà. Lấy thư truy nã coi. Để coi mức tiền truy nã hiện tại của mình là bao nhiêu. Không hiểu luôn. Lên có 1.000 à. Ồ, nhưng mà số này khá là đẹp ha. 161 61. Hoài. Được 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 được, số tiền truy nã cũng khá là đẹp ấy. Bỏ túi luôn. Rồi, giờ thì không chần chờ gì nữa. Chúng ta tìm một cái vùng biển mới thôi. Chứ mấy cái vùng biển gần đây là gần như là mình đã khám phá sạch sành sanh rồi. Ồ, mà chưa kịp đi bao lâu thì mình gặp một cái chỗ này tiên cá giả mạo nè. À, còn mê hoặc mình nữa rồi, mê hoặc nhầm người rồi. Có biết là sức mạnh của Luffy không? Luffy là không có dễ bị mê hoặc đâu. Mình cũng vậy, mình không có dễ bị mê hoặc đâu nha. Mình chỉ bị dụ thôi. Nó mê hoặc đi. Đấm một cái kìa. Mình đấm dữ quá, cái nàng tiên cá giả mạo kia sợ bay vô đất liền luôn rồi. Ủa, bơi vô đất liền luôn rồi. Rén thì nói nha cưng. Trời 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 trời, đâu ra con rồng lửa này, nó ra biển nó chơi. Ui ui, nó tấn công qua cầu lửa. Né cái nhẹ liền. Hơi bị ghê. Ui, nó một cú đấm. Hai cú đấm nè. Sướng chứ cưng. Ba cú đấm nè. Ui, con này trâu vậy. Ui, con này hơi trâu nha. What? Con này hơi trâu hơn so với bình thường nha. Không ổn rồi. Mình phải áp sát nó. À, xong xong, tiêu diệt được rồi. Bây giờ phải tìm cách để khắc phục cái nhược điểm của cái ghi 4 này mới được. Vì sau khi kích hoạt xong thì mình sẽ có một khoảng thời gian cực kỳ yếu luôn. Phải tìm cách khắc phục cái nhược điểm đó ha. Lâu lâu mình gặp mấy cái phi cơ này mà mình chưa có dịp bay lên để khám phá thử. Bay lên, bay lên. Ui, vẫn bay không tới. À, gần đây có tàu hải quân. Đây rồi, cơ hội để mình quẩy trên tàu hải quân đây rồi. Vô nào. Để cho nó biết mùi sức mạnh. Ouch. Ui sao mình bị hất tung ghê vậy. Gì mà hất tung rồi. Ui ui, còn bị chúng độc các thứ đâu nữa. Căng vậy. À thì ra là con do con lăng quăng này. Tại con lăng quăng này. Mình sẽ xử nó mới được. Ồ, nhưng mà ở dạng này thì mình di chuyển trên mặt đất khá là khó khăn nha. Mạnh thì có mạnh đấy, nhưng mà di chuyển nó khá là khó. Mình sẽ tạo một cái lỗ bự bự để mình di chuyển xuống cho nó dễ coi. Rồi đi xuống cái coi. Ồ. Thì mình thấy thêm một cái nhược điểm nữa rồi. Ủa sao mình bị dúng độc quy đờ cái thứ đồ căng vậy. Oh no 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 no. Cho mình lấy cái rương coi nào. Ui rương này không có. Cái rương bèo thế. Càng chiến đấu thì mình càng phát hiện ra những cái nhược điểm khác từ trái Gomu này nhá. Không ổn thế nào. Vậy thì những cái chỗ mà chật hẹp như vậy thì sao mà mình chiến đấu tốt được đấy. Rồi, vậy mình hiểu rồi. Ở những cái nơi mà không có lý tưởng, điều kiện lý tưởng lắm để dùng gear 4 thì mình sẽ dùng gear 2 đỡ đi ha. Mình thấy gear 2 cũng khá là ổn thôi. Được, mình phải linh hoạt giữa gear 2 và gear 4 chứ không có thể nào mà lạm dụng gear 4 liên tục được ha. Rồi, ok. Hiểu luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ dùng cái kỹ năng thứ tư của mình để mình bay qua bên cái tàu kia coi có được hay không. Ồ, có vẻ không được ấy. Có vẻ không tới rồi. Hên. Kích hoạt kia 4 kịp để mình bay ha. Không là lại lọt xuống nước rồi. Mê hoặc cái gì không biết nữa. Đã nói là không có mê hoặc được tôi mà. Lọc bây giờ hơi bị cứng luôn nha. Không có mê hoặc được đâu. Rồi. Vô con tàu này chúng ta sẽ đục một cái lỗ bên hông đi. Đó, đục một cái lỗ bên hông như vậy đi vô cho dễ ha. Rồi bay vô. Đó, cái lỗ bự như vậy mà còn bay vô không được cơ mà. Nhược điểm về kích thước khá là căng á. Rồi. Ủa, thanh niên định làm gì? Định gình gình quýnh tôi hả vậy? Đi chỗ khác nha. Ừ, biết điều đó. Ôi, biết ngay. Mới khen biết điều. Mới khen biết điều mà quýnh người ta vậy đó. Láo tét. Này ha. Suýt nữa là quýnh mình lọt xuống biển rồi. Nguy hiểm thiệt chứ. Rồi. Giờ thì đi vô trong này để chúng ta lấy rương thôi. Và vô cái không gian chật thì mình sẽ ưu tiên ghi 2 hơn á. Đây. Đây là lúc ghi 2 phát huy sức mạnh nè. Kết hợp với phong cách chiến đấu của mình nữa thì có thể nói trái Gomu này sẽ rất là mạnh đấy. À, có rương gỗ. Ủa, rương rương sắt. Được nha. Ít ra phải vậy chứ. Rồi cái tàu này còn
thuyền trưởng không? Mình thấy cái mấy cái tàu hải tặc thì khá là ít khi mình gặp được tên thuyền trưởng nha. Hầu như là không gặp luôn á. Ồ, lạ thế nha. Ê, mới nói không gặp á. Này thì thuyền trưởng. Tên thuyền trưởng mình đụng một cái đi ơi. Láo nháo như mình hả? Còn tên thuyền trưởng nào khác không? À, có vẻ là quét sạch cái tàu này rồi đó. Ok. Vậy thì thôi, mình đánh giấc ở đây luôn đi. Ngủ ké cái tàu bọn chúng một hôm á. Hồi sáng thức dậy mình hẳn ăn sáng rồi bước qua cái tàu tiếp theo nè. Gần đây vẫn còn một con tàu nữa. Nhưng mà nó chỉ là một cái con tàu bé thôi. Trời. Đang ăn sáng mà. Trời đánh tránh bữa ăn mà, con xương này. Người hơi bị vô duyên rồi đó. Không hiểu luôn. Đang ăn thì bị bắn suýt nữa thì đi rồi. À, và cái tàu này chỉ là con tàu ma thôi hả? Ui, vậy mà hồi nãy mình nhìn từ xa mình tưởng con tàu bình thường chứ. Nói chung thì bây giờ mình chỉ cần tìm cách khắc phục cái nhược điểm, kiểu như là làm yếu sau khi mà mình dùng gear 4 nè. Với cả là tìm cách để mình kiểu như có một cái không gian rộng lớn để chiến đấu, thì cái gear 4 này thật sự là rất là mạnh luôn ha. Đây, ok. Giờ thì chắc mình sẽ đi tiếp để chúng ta kiếm thêm những con tàu và tìm thêm rương thác quỷ thôi. Hôm nay mở màn thì mình có được một cái rương bằng sắt thì cũng tương đối là ok rồi đó. Cảnh con tàu hải tặc là một con tàu hải quân nè. Nhưng mà đây là con tàu hải quân bị trẻ làm đôi rồi. Thì kìa, có tên đội trưởng hải quân kìa. Ouch. Có tên bắn đạn lửa nữa chứ. Chơi vô duyên vậy. Chơi mà bắn đạn lửa. Này thì bắn đạn lửa. Quýnh cho người lọt dưới luôn. Chơi kỳ cục ha. Rồi, và đối với những cái tàu mà bị trẻ làm đôi giống như vậy thì mình nên đánh chiếm cẩn thận hơn nha. Rất là dễ để chúng ta lọt xuống nước đấy. Rồi, mình sẽ không lọt xuống nước đâu. Người lọt xuống nước là mấy cái tên hải quân này nè. Bắn đạn lửa là mình thấy không khoái rồi. Đó, cực nhất là cái tên đó. Dám bắn đạn lửa ha. Này thì bắn đạn lửa nè. Góc két rồi. Mình sẽ bắn hắn. Này thì bắn đạn lửa nè. Ghét thiệt chứ. Nãy giờ hắn bắn mình mấy viên rồi đó. Hơi bị quạo nha. Rồi, trong rương thì sao? Có mấy cái đai ồ, các thứ đâu nè. Hồi nãy mình thấy đây, tên đội trưởng hải quân đây rồi. Đây là lúc để gear 4 mình kích hoạt ha. Vô, cho hắn biết mùi gear 4 của mình. Một cú đấm từ gear 4 là tiễn cái tên đội trưởng hải quân đi đai liền. Được quá ta. Ui, bữa nay mình có đủ 3 loại rương luôn nè. Sắt, vàng và gỗ luôn. Mới thấy một chiến cắm phá mà mình có đủ 3 loại rương ấy. Hợp lý thật. Rồi, đi tiếp nào. Bữa nay vẫn là một ngày may mắn của mình đây. Gần đây còn cái thuyền nào không? Để xem còn thuyền nào không. Ôi, còn cái thuyền nhỏ vậy. Mà thôi kệ, không sao. Thuyền nhỏ. Ôi, cái gì? Ôi, hình như hồi nãy mình bị quá tải hai cây á. Cái hai cây mà tắt, đồng thời cái gear của mình cũng tắt luôn á. Bảo sao lọt xuống nước cái tẩm luôn ạ. Ok, nên lưu ý cái việc mà quá tải hai cây nha. Rồi, bây giờ thì đợi cho mình biến thành dạng bình thường trước cái đó. Rồi sau đó mình sẽ đánh chiếm cái con tàu cướp biển này. Bây giờ thì chắc mình sẽ đánh chiếm theo cách thủ công thôi. Chứ hai kỳ mình đang bị quá tải rồi. Bắn cái gì đấy? Các người bắn cái gì đấy? Lâu rồi mình chưa dùng cái canon này ha. Mạnh lắm á, canon này thấy gì cho chứ cực kỳ mạnh luôn. Đó, bắn mà bể luôn cái lòng spawn được cơ mà. Là đủ hiểu rồi. Rồi, bây giờ thì chiến đấu để tiêu diệt nốt mấy tên còn lại thôi. Và đập luôn cả lòng spawn nè. Xem nào. Một cái rương bằng sắt. Trời. Ui, chiến này dạo to rồi. Mới khởi đầu thôi mà chúng ta đã có tới tận 4 cái rương rồi đó. Quá là đã ha. Ai da. Lại bị quá tải 2 kia rồi. Vậy là những cái con thuyền nhỏ này mình cũng không nên bỏ qua nha. Được á, đằng kia còn một con thuyền nhỏ nữa kìa. Mình sẽ qua đó chơi. Ui, và ở đây còn có gia đình gấu nữa. Mình qua chơi với gia đình gấu thôi. Một khoan, không được. Gấu mẹ đang chăm con, mình không nên qua đâu, quên nữa. Mình mà qua gấu mẹ tát, mình không chịu phát nào á. Ui, cái gì?
con sương này nó cưỡi gấu con kìa. Trời ơi, nó dám ngược đãi động vật như vậy sao? Mình tính mình tha cho nó đó, nhưng mà nó ngược đãi bé gấu kìa, coi kìa. Ừ, hay lắm bé gấu, đúng rồi. Giết nó đi, đúng rồi. Ôi trời ơi, chút xíu nữa là bé gấu không hạ được nó rồi. Để mình giúp bé gấu hạ cái con sương vô duyên này ha. Còn mấy giây? Một giây. Rồi, ngươi phải trả giá cho những hành động mà ngươi ăn hiếp ha, bé gấu nè. Ok, bé gấu không sao, mình giải cứu thành công bé gấu à. Đó, thấy chưa, mấy con sương này độc ác thiệt. Gấu dễ thương vậy mà nở lông nào cưỡi gấu vậy. Ok, bên đây thì không còn đồ nữa. Nhưng mà hơi bị bất ngờ là vì cái tàu này mà lại cho mình một cái rương bằng sắt nha. Hơi bị bất ngờ đó. Rồi, giờ thì tiếp tục lên đường bằng gear 4 của mình thôi. Trời ơi, ăn trái quỷ Gomu lần này á, mình cảm giác mình cực kỳ hên luôn á. Biết đâu bất ngờ, nhiều khi cái... Ôi, nữa. Tiếp tục nữa. Ôi, kiểu nãy giờ mình bật gear 4 liên tục á. Với cả là bật haki vũ trang toàn cơ thể hoài thì thành thử ra mình hơi yếu hay sao á. Mình chỉ duy trì được trạng thái đó trong một lúc thôi à. Yếu rồi, cái gà mình hơi yếu rồi. Ok, vậy thì thôi không dùng gear 4 nữa. Dùng haki. Ơ quên, không bật haki nữa, quên nhầm. Thiệt luôn á, bật hoài. Mỗi lần bật là tầm 5 giây sau là đen thui màn hình rồi. Cái tàu này thì cũng không cho mình rương trái quỷ nên thôi. Chúng ta đành đi tiếp thôi ha. Nè nè, thấy chưa? Mình mới bật lên là nó bị quá tải haki rồi nè. Ồ, mình yếu rồi. Chắc về phải tập gym lại rồi. Cái gà hơi yếu rồi. Ok, không sao, trở lại cách di chuyển bình thường mà mình hay đi ha. Đi bằng cái bè cũng ok mà. Ở đây có cái tàu hải quân nữa. Không biết mình khám phá chưa ta? Cũng không rõ nữa. Phải lên đó mới biết được. Nhưng mà nhìn sơ qua thì có vẻ cái tàu này khá là mới ha. Chắc là mình chưa khám phá đâu. Rồi. Ở dạng ghi 4 này chèo thuyền cũng nhìn ok lắm này. Rồi, đục một cái lỗ ha. Để chúng ta đi vào cho nó dễ. Nhiều lỗ đi, một lỗ không đủ à. Rồi, sau đó thì đi vô thôi. Ồ, cái lỗ vừa khít luôn nè. Nhảy lên đây một cái nữa. Rồi, tới công chuyện ghi 2. Vô nào. Một mình sẽ cân hết cái đám này ha. Nhanh thôi. Quét sạch. Còn tên thuyền trưởng... Ủa, đội trưởng hải quân đâu? Cái tàu này không có tên đội trưởng hải quân à? Có thêm bình rượu nữa. Rượu này chắc rượu nhẹ, không phải rượu mạnh giống như hôm qua đâu. Nên chắc không sao đâu ha. Làm vài ngụm ơi. Rồi, ok, có miếng rượu vô quýnh nó mới căng được. Đúng không mấy tên hải quân này. Và sơ qua thì chúng ta đã xong cái con tàu bên đây rồi ha. Ồ, bên kia còn có con rồng nữa kìa. Ồ, sao rồng cái gà nó hay ra biển nó chơi thế nhờ. Không ra mình gặp rồng ra biển hoài luôn. Hơi lạ nha. Ồ. Thôi kệ, không quan tâm con rồng cho lắm. Ui. Ui. Hồi nãy mình thấy cái... Ui, hết dội. Trời. Tại vì hồi nãy mình thấy thanh niên kia bắn mình cái viên đạn xong nó dội ngược lại á. Mình cứ tưởng là trái Gomu này có thể đàn hồi lại được cả những viên đạn cơ. Ơ thiệt kìa. Này thì bắn, người bắn đi. Bắn ta đi, nó dội ngược lại nè. Đó, nó bắn mình, nó bị dội ngược lại nè. Đúng là cơ thể của trái Gomu này rất là ảo diệu ha. Kìa, nó dội lại kìa. Cái này là đạn ông đập lưng ông nha. Đừng có láo tét. Rồi, tiêu diệt hết bọn này thôi. Và cái những viên đạn thường thì mới dội được thôi nha. Chứ những viên đạn độc nè, đạn lửa, hoặc là đạn mà có bọc cái đá biển á, là nó không dội đâu, mà nó găm thẳng vô người mình luôn á, nên rất là nguy hiểm ấy. Nên cái này mình không nên lạm dụng quá nhiều đâu. Còn bây giờ thì chắc mình vô đất liền á. Đó, vừa mới nói nó bắn mình một viên đạn lửa liền. Nãy giờ thì chúng ta đã trải nghiệm sức mạnh của Luffy rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm tiếp sức mạnh của một thành viên trong băng hải tặc mũ rơm nữa. Đó chính là sức mạnh của Nico Robin. Để xem nào. Vì mình đang cầm trên tay là trái Hana Nomi của Nico Robin á. Ăn thử luôn nhá. Chỉ đầu với năng lực mới này thì mình lại cực kỳ mạnh thì sao? Đầu tiên là mình phải gắn kỹ năng Mew Flower này nè. Không biết mình đọc có đúng không nữa. Mew Flower ha.
phải gắn kỹ năng Mi Flayer này trước, kiểu như nó sẽ tăng sức mạnh cho những cái kỹ năng còn lại ấy. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu gắn những kỹ năng khác vô để chúng ta sử dụng thôi. Và với năng lực của trái Hananome này thì mình có thể kiểu như là tạo ra những cái cánh tay xung quanh những cái địch xung gần mình ha. Đây mình sẽ test thử nè, kỹ năng đầu tiên nè. Đó. Nhưng mà kỹ năng này nó khá là nguy hiểm ở chỗ là nó sẽ không phân biệt được đâu là bạn, đâu là cái địch ấy. Nên nhỡ mà gần nhà mình mà mình dùng kỹ năng này là chắc nhiều khi mình sẽ chỉnh khớp luôn cho mấy bác dân làng cũng như là mấy cái thuyền viên trên tàu của mình á. Đó, cơ bản thì cái trái này là như vậy á. Kỹ năng thứ hai thì sao? Đấy, kỹ năng thứ hai là đẩy lùi cái địch ra bằng những cái cánh tay. Hình như là 6 cánh tay nè, rồi sau đó xoay một cái gây sát thương cực mạnh luôn. Kỹ năng thứ ba. Kỹ năng thứ ba vẫn là mọc ra 6 cánh tay để vặn xương cái địch ha. 1 2 3 thì đều là kỹ năng cơ chế nó khá là giống nhau á. Còn kỹ năng thứ tư cũng là 6 cánh tay nè. Ui. Ui. What? Kỹ năng thứ tư của mình là múa quạt. Này mình múa quạt cực xịn luôn nè. Ây da, hết múa quạt rồi. No. Láo tét. Mình sẽ vặn xương mấy con này. Này thì láo tét. Đừng có láo nha. Hello. Ôi trời may quá mình không chỉnh xương anh này. Coi anh này bán cho mình thanh gì nào. Bán mình kiếm nữa. Ô, bán cho mình cái quần của Luffy. Ê mình đang thiếu cái quần. Mua luôn. Yeah, vậy là bây giờ mình có luôn cái quần của Luffy rồi. Dạ yeah, mình sắp thành mũ rơm thiệt sự rồi đó nha. Hồi dâm bay hả? Bẻ xương dâm bay luôn. Nói chung thì cái trái này khi mà kích hoạt cái kỹ năng Mi Flayer lên á thì nó sẽ búp và khiến cái trái quỷ này thành một trái quỷ có thể tấn công diện rộng cực kỳ tốt ha. Rồi để xem coi bây giờ mình có thể bẻ cổ được cái con Hydra này hay không. Thử nào. Mình sẽ combo liên tục ha. Ui full combo mình mà không gụng hết mấy cái đầu của con Hydra nè. Bẻ cổ liên tục luôn. Nó đang hồi phục lại kìa. Mình sẽ vừa chiến đấu đi và vừa kết hợp với năng lực trái quỷ ha. Nó hồi máu nhanh quá. Hồi đây rồi. Ui cực kỳ căng luôn. Trái quỷ này mạnh như vậy mà vẫn khá là khó khăn để giết được con Hydra đó ha. Rồi thì ra tên đội trưởng hải quân này ngươi chọn cái chết. Mình sẽ chỉnh xương cho thanh niên này mới được. Ui hắn chặn đòn kìa. Này thì chặn đòn nè. Bẻ cổ là kêu rắc rắc luôn á. Hơi bị ghê luôn. Ui quả thật cái trái của Nico Robin cũng rất là mạnh nha. Quá đã. Còn kỹ năng thứ 5 thì sao? Mình thấy có đôi cánh nè. Kỹ năng thứ... À, là mình sẽ tạo ra một cái đôi cánh bằng tay. Để mình đọc hướng dẫn coi. Ờ, đúng rồi. Và nó sẽ giúp mình không nhận sát thương khi rơi ha. Wow, ra là vậy. Được luôn. Giờ mình sẽ thử coi. Bay lên thiệt là cao nè. Sau đó mình dùng kỹ năng đôi cánh bằng tay này ha. Nó, mình sẽ tạo ra đôi cánh bằng tay và mình sẽ rơi từ từ xuống, không có sao hết luôn. Kiểu như vậy. Còn thiếu, mình chưa có test được, đó chính là kỹ năng cuối cùng này nè. Hình cái chân á. Wow, kỹ có đúng cái duy nhất kỹ năng này là hình cái chân thôi á. Mình coi thử coi nó có sức mạnh ra làm sao đây. Trời. Thanh niên kia bọc haki vô toàn cơ thể luôn cả, ghê hả? À, kỹ năng này mình sẽ tạo ra một cái chân siêu to khổng lồ. Không phải một đâu mà những cái chân siêu to khổng lồ ha. Đạp xuống đất và gây được một lượng lớn sát thương luôn. Kiểu như vậy. Lại nè. Nó. Đạp một cái cây chọi lõi luôn kìa. Đáng gờm. Trái quỷ này cũng khá là thú vị đấy chứ. Ê. Ảo đó. Con này. Này thì ảo hả? Với năng lực mới này thì mình không hề ngán những cái con cá vô duyên đâu. Đụng là bẻ cổ nó. Massage cho nó liền ha, massage cực mạnh luôn. Úi, trời ơi, hồi nãy con xương nào bắn kỳ cục vậy, bắn ngay sau lưng mình luôn chứ. Rồi, và bây giờ mình sẽ lên cái con tàu hải tặc này để chúng ta tiếp tục đánh chiếm ha. Trời, tự nhiên lắm.
Nó lọt xuống nước. Nguy hiểm vậy. Rồi bay lên một cái, sau đó massage cho mấy thanh niên này một cái coi. Á, xong rồi, nhẹ nhàng thôi, massage một cái nữa ha. Hình như là quét sạch rồi đó. À, xong rồi, không còn nghe tiếng có bất kỳ thanh niên hải tặc nào dưới này luôn á. Với năng lực trái quỷ mới này, ôi, thanh niên này cứng như ta. Không sao chứ gì, mình massage thêm một lần nữa. Cái gì? Trâu vậy? Này thì trâu nè. Ui, có một vài tên rất là trâu nha. Ui, kiểu mình massage 2-3 lần mới chết được. Đủ hiểu là bọn chúng trâu đến như thế nào rồi. Ồ, mình nhận được một cái đai ồ mới nè. Ok, bỏ túi luôn. Nãy giờ thì mình... Ủa, chưa, từ. Khoan. Ở đây có một bác dân làng thương nhân. Để coi dân làng thương nhân bán cái gì nè. Ok, tưởng đâu bán rương trác quỷ thì mua vội luôn á. Nhưng mà tiếc quá không có bán rồi. Nãy giờ thì chúng ta đã trải nghiệm qua sức mạnh của Luffy rồi nè, sức mạnh của Nico Robin rồi. Bây giờ thì mình tính là sẽ trải nghiệm tiếp sức mạnh của hai trái còn lại mình mang theo trong ba lô nè. Đó là trái Sai Sai Nomi và trái Zozo Nomi nè. Nhưng mà để test nó hiệu quả hơn, nó kiểu như là thú vị hơn á, thì mình sẽ kiểu như đi tới một cái vùng đất khác á để chúng ta test cho nó ok la hơn. Và mình sẽ cần có những cái khói cây stone nè, cũng như là một cái green and gold. Đây là hai thứ mình cần để chúng ta bước qua một cái vùng đất mới ha. Cái này thì khá là dễ thôi, mình sẽ lấy lily và lấy những cái redstone mình đem đi nung thôi. Đây 16 khói. Ô, 16 khói là dư luôn rồi. Mình cần cỡ 14 khói là đủ rồi. Đây mình làm 14 vừa đủ thôi ha. Tiếp theo đó là mình sẽ cần có một kim cương và một vàng để mình làm ra cái bật lửa bằng kim cương nè. Hơi bị vip luôn. Rồi thế là mình đã có tất cả những thứ mà mình cần để cho chúng ta có thể kích hoạt được một cái cánh cổng dẫn tới một cái thế giới mới. Cánh cổng này thì mình sẽ đặt tít ở trên cột buồm đi. Rồi xây lên. Nó có kích thước tương tự cái cổng đi ngục thôi ha, giống như vậy. Rồi và cuối cùng là chúng ta sẽ kích hoạt nó lên bằng cách là dùng cái bật lửa này, bật lửa kim cương này. Tèn tèn. Ủa? Ồ, đây rồi. Ui, không phải muốn kích hoạt cánh cổng này ở đâu là kích hoạt nha. Mình phải tới đúng cái vùng sa mạc thì mình mới kích hoạt được cái cánh cổng này. Trời đất ơi, nãy giờ mình test đủ ở chỗ trên con thuyền mình luôn á. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua cánh cổng Gaia này và sau đó test nốt hai trái quỷ trong ngày hôm nay ha. Để xem coi đâu là trái quỷ tốt nhất ngày hôm nay mà chúng ta ăn nào. Giờ thì đi qua luôn thôi. Đây là một cái thế giới hoàn toàn mới nha. Ui, what the heck? Ui, what? Ui, hú hồn, tưởng đâu đồ mình qua đây cái mất hết rồi chứ. Ôi, chưa gì mình đã gặp một tòa tháp gì rồi. Wow, được nha, và mình sẽ test liền trái ác quỷ Sai Sai Nomi đây. Đây là trái hệ Zoan nha. Để xem coi sau khi ăn thì mình sẽ có được sức mạnh gì đây. Đây là trái biến mình thành tê giác. Được quá cà. Ôi nhưng mà sao mình lâu lâu mình cứ bị chóng mặt ấy nhờ. Lạ thiệt, nãy giờ bị hoài luôn. Thôi kệ đi. Giờ thì mình sẽ test thử năng lực của trái Sai Sai này ha. Đúng như cái tên của trái quỷ rồi, biến mình thành tê giác này. Và mình sẽ có hai dạng tê giác ha. Dạng tê giác này. Trái này mình có thể tấn công bằng cách là hút cái sừng vô cái địch nè. Cũng rất là mạnh nha. Hoặc là dạng này thì không có hút được. Ok. Wow, chiến đấu mà không cần động thủ luôn, chỉ cần hút thôi. Được á. Còn kỹ năng tiếp theo. Vậy là kỹ năng thứ ba là sẽ bổ trợ cho cái dạng biến hình của mình ha. Mình sẽ lướt tới phía trước một cái đoạn ngắn và gây sát thương. Kiểu vậy. Rồi, và đây là bên trong có một tòa tháp gì đó. Ui, tòa tháp này hơi lạ nha, nó có mấy cái đồ lạ hắt này. Hên là không có con nào nhảy ra nó hù mình. Chứ không có muốn, chắc đứng tìm luôn quá. Chỗ này kiểu nó âm u quá. Rồi, hình như mình đang lên tầng cao nhất thì phải. Có vẻ là vậy. Ui, chính xác.
What? Có boss nha. Hút con boss luôn. Mình biến thành tê giác mình hút mấy con này mới được. Đừng có nhọn, đừng có nhọn. Sức mạnh của tê giác. Sức mạnh của tê giác. Tê giác nè. Giỡn hả? Này, lọc tê giác. Đừng có giỡn, lọc tê giác nha. Hút cực mạnh. Hút cực mạnh luôn. Vô đây. Tê giác đang quẩy rất là căng á. À. Thanh niên này sắp gục với mình rồi. Cú hút tê giác. Này thì boss nè. Ui, cái tòa tháp này có boss nha. Nó hắn nằm tiếp trên này à. Nãy giờ là mình lọ mọ ở dưới. Và hắn cho mình một mớ đồ. Bao gồm một cái áo. Và một cái quần. Hắn còn cho mình một cái vũ khí nữa nè. Vũ khí này thì có 8 sức tấn công. Nhưng mà đánh cũng khá là chậm thôi. Nên mình sẽ không có dùng đâu. Chủ yếu là sưu tầm là chính à. Rồi. Ui. Nhảy lên cái. Không sao hết. Nãy giờ thì mình dùng cái dạng tê giác. Kiểu như là hút này khá là nhiều rồi. Giờ chắc mình sẽ chuyển sang dạng tê giác mà chiến đấu nè. Ở cái dạng này là mình nghĩ là đánh giáp lá cà được á. Rồi, đột nhập vô thử. Ấy, mạnh liền. Ồ, được phết, được phết. Ở cái dạng này thứ hai này á thì đa số là chúng ta sẽ thiên về đánh cận chiến á. Tay to mà. Hơi bị dữ luôn. Mà có một cái hay ở đây là nó cũng có những cái chỗ của mấy cái người dân Skypea nữa nè. Uầy, họ sống ở cả bên thế giới Gaia này sao? Vậy đó là mấy cái đảo trên trời của người dân Skypea hay sao á? Để mình bay lên mình coi thử coi. Ồ, chính xác rồi, đây là người dân Skypea nè. Wow. Đúng là cư dân Skypea sống ở khắp mọi nơi ha. Được quá ta. Ôi, nhưng mà trên đây nhìn xuống ghê thế. Kiểu nó bị cao ấy. Rồi, và nãy giờ thì chúng ta đã test được trái Shai Shai Nomi rồi. Còn trái... Ui da, trái đó mình giấu ở đâu ta? Đây, đây, đây. Còn trái Zozo Nomi mình chưa test nè. Thôi thì nay sẵn dịp thì mình sẽ test luôn trái ác quỷ Zoan còn lại ha. Ăn xong không biết mình sẽ sở hữu sức mạnh gì đây. À, mình sở hữu sức mạnh của loài voi. Ồ, được nè. Lụm luôn, bỏ... Gắn kỹ năng vô luôn. Khi mình biến thành cái dạng voi khổng lồ này thì mình sẽ được tăng một lượng lớn máu nha. Và được hồi phục rất là dữ luôn nè. Wow. Còn ở dạng này thì mình sẽ được cái gì đây? Hình như là dạng thứ hai thì mình tăng sức mạnh nha. Wow, một dạng là tăng máu, một dạng là tăng sức mạnh nè. Còn kỹ năng thì... À, kỹ năng là bắn cái vòi. Cũng như là dậm chân nè. Hút nè. Còn kỹ năng cuối cùng. Ouch. Tóm lại trong ngày hôm nay thì chúng ta khá là may mắn khi mà sau khi sử dụng Gear 4 và đi khám phá thì mình đã gặp được rất là nhiều những cái con tàu, và trong những con tàu đó còn có rất nhiều những cái rương nữa chứ. Hy vọng là trong thời gian sắp tới những cái rương này sẽ cho mình những trái quỷ mới hơn và sở hữu những sức mạnh thú vị hơn ha. Đồng thời thì hôm nay chúng cũng là dịp để mình khám phá thêm một cái vùng đất mới có tên là Gaia. Vùng đất đó còn rất là nhiều điều mới lạ chờ đón chúng ta trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp. Bye bye.